Thông tin nữ diễn viên Lâm Tâm Như mang thai quý tử bỗng rộ lên trên mạng xã hội gần đây. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin Lâm Tâm Như đang mang thai lần hai. Mặc dù đã bước sang tuổi U50, nhưng nữ diễn viên Hoàng Châu Cách Cách vẫn quyết tâm thực hiện kế hoạch có bầu để mở rộng gia đình. Điều đáng nói, lần này mỹ nhân Hoàng Châu Cách Cách mang bầu con trai, Hoắc Kiến Hòa có quý tử nối dõi. Tin tức này nhanh chóng nhận được sự chú ý từ công chúng và trở thành đề tài gây xôn xao bàn tán. Thậm chí có nguồn tin còn tiết lộ rằng bản thân Hoắc Kiến Hòa là hồ ca đã gửi lời chúc mừng tới hai vợ chồng Lâm Tâm Như. Nhiều người cho rằng điều này có thể cũng chẳng phải không có khả năng, bởi lẽ trước đó Hoắc Kiến Hòa đã có chia sẻ trước truyền thông về việc giảm bớt khối lượng công việc để chuẩn bị cho việc sinh con thứ hai. Việc Lâm Tâm Như tiếp tục sinh con cho Hoắc Kiến Hòa dù đã lớn tuổi, có thể thấy rõ tình cảm của cặp vợ chồng nổi tiếng này sâu đậm đến mức nào. Ngoài ra, trang Baijia House cũng tiết lộ, khi hỏi được vì sao Lâm Tâm Như lúc mang thai lần hai lại kín tiếng như vậy, thì Hoắc Kiến Hòa đã trả lời rằng tất cả đều là vì tôi. Fan hâm mộ của Hoắc Kiến Hòa và Lâm Tâm Như rất hào hứng khi nghe được tin tức này, nhất là khi trong những ngày qua, cặp đôi này luôn phải đối mặt với tin đồn ly hôn. Trên thực tế thì Lâm Tâm Như nhiều lần dính phải nghi vấn mang thai. Cô chỉ chọn giải pháp im lặng trước những tin đồn hướng về phía mình và gia đình. Tuy nhiên, trong những cuộc phỏng vấn gần đây, nàng Hà Tử Vi tiết lộ con gái cá heo nhỏ rất muốn có em và thường xuyên giục mẹ để em bé. Theo cách nói này thì vợ chồng Hoắc Kiến Hòa và Lâm Tâm Như vốn đã có kế hoạch sinh con thứ hai từ trước. Tuy nhiên, đây mới chỉ là tin đồn được cư dân mạng chia sẻ, hoàn toàn không có bằng chứng cụ thể. Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hòa kết hôn vào giữa năm 2016. Đầu năm 2017, họ đón con gái đầu lòng cá heo nhỏ. Suốt 4 năm sống chung nhà, cặp đôi bị bủa vây bởi vô ngàn thị phi, song vẫn âm thầm vun đắp tình cảm, đồng hành cùng nhau trong cuộc sống, chia sẻ việc nuôi dạy con gái. Sau khi bé cá heo nhỏ chào đời, Hoắc Kiến Hòa tạm dừng mọi công việc để ở nhà chăm sóc cô con gái nhỏ. Lâm Tâm Như từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng, ở nhà, cô là một người mẹ nghiêm khắc, còn Hoắc Kiến Hòa là một người bố yêu thương, vì vậy con gái thích chơi với bố hơn. Hồi tháng 5 năm 2019, người đẹp 45 tuổi cũng vướng tin mang bầu lần hai cho ông xã Hoắc Kiến Hòa khi lộ phần bụng lớn bất thường. Sau khi về chung một nhà với tài tử Như Ý Truyện, Lâm Tâm Như liên tiếp bị tung tin ép Hoắc Kiến Hòa phải kết hôn, có quá khứ nổi loạn, mời vũ công thoát y nam tới dự tiệc sinh nhật, sống giả tạo, hôn nhân rạn nứt. Thậm chí, cả hai còn bị tung tin đồn cặp đã hoàn tất thủ tục ly hôn, trong đó quyền nuôi con thuộc về Lâm Tâm Như. Trước những tin đồn đoán từ dư luận, công ty quản lý của hai người đều một mực lên tiếng phủ nhận. Đôi lúc tôi cũng bị ảnh hưởng tâm lý khi xem các đánh giá trên mạng xã hội. Nếu đó là lời góp ý chân thành, tôi sẽ vui vẻ đón nhận. Còn nếu là lời nhận xét cay độc với tính cách của mình, tôi sẽ thực sự để tâm, lo lắng. Tuy nhiên là người của công chúng, tôi đang học cách chung sống với các bình luận thiếu thiện chí, nàng Tâm Bình từng chia sẻ.